Hello, xin chào mọi người nhé. Đứng cạnh mình đây là Peter, giám đốc tài chính của Mercedes, lớn nhất tại Cali của Mỹ. Hôm nay mình có dịp đến Mỹ thì sẽ đi trải nghiệm tại showroom mà do Peter đang làm ở đây. Xin chào mọi người. Chào anh Nam đã đến với California, đặc biệt là khu vực San Jose. Thì chỗ này là chỗ mình làm, hiện nay mình làm giám đốc tài chính ở đây. Peter có thể dẫn mình cũng như các bạn đến đây trải nghiệm showroom Mercedes ở bên nước ngoài không ạ? Dạ vâng ạ. Dạ vâng. Thì đây là một con GLE AMG, bên kia là một con GLE thường, còn đây là con G-Wagon. Đây là G63 đây mọi người này. Đây chiếc G63. Đấy. Chiếc này ở bên này có giá khoảng bao nhiêu em? Dạ chiếc này hiện nay bên này Việt Nam à bên Mỹ là khoảng 300 ngàn đấy nhỉ. 300 ngàn tính ra là khoảng hơn 7 tỷ. Về Việt Nam thì anh thấy xe này như là rơi khoảng tầm 13 đến 14 tỷ sao? Đúng rồi, gấp đôi rồi. Con này thì giá bao nhiêu ạ? Em con này hiện nay đây khoảng là 140 ngàn. 140 ngàn là hơn 3 tỷ thì về Việt Nam anh nghĩ nó cũng phải rơi khoảng tầm 8 tỷ. Dạ vâng. Dạ, vâng. Xe này form anh thấy nó góc này. Đây là bản coupe. Bây giờ mình có thể đi vào trong được không? Dạ, đi vào trong thoải mái nha. Mọi người ơi, mọi người có thể nhìn thấy này, bên ngoài của Mạc ấy thì bày rất nhiều những loại xe Mạc ấy. Mọi người có thể nhìn thấy. Hầu như những mẫu này ở Việt Nam thì mình khá là hiếm gặp. Đây là cái main showroom của cái showroom này thì mấy năm trước họ spend khoảng 1,5 triệu đô để build lại cái showroom này. Thì đây là các cái mẫu xe nó sẽ được trưng bày bên này. Đây là mẫu gì hả? Đây là E-Class nhưng mà Station Wagon. Cái mẫu này là limited, nó rất là ít, rất là hiếm. Anh thấy như ở Việt Nam không có mẫu này. Gần như là không có. Ở Việt Nam sẽ một là có sedan, thế thôi, còn là coupe. Nhưng mà cái loại là E-Station Wagon. Anh nhìn cái phần đuôi không? Nó dài hơn một chút. Nó dài hơn. Đấy. Ok. Yeah. Để lại thêm không gian để đồ. Con này rất là đẹp. Con này là mấy chỗ hả em? Con này là 4 chỗ anh ạ. 4 chỗ cộng 1 là 5. 5 chỗ. Như là gọi 5 chỗ cũng đúng và 4 chỗ cũng đúng, nhưng cái cộng 1 thì nó hơi nhỏ. Còn con này con GLB. GLB thì nó có hai bản, một là 5 chỗ hay là 7 chỗ. Con này ở Việt Nam bây giờ anh thấy có rồi. Và đúng bên Việt Nam bạn có rồi. Yeah. Con này là con gì em? Con này là con E-Class AMG. E-Class AMG. E-Class AMG. Wow! Đây là SL55 Roadster. Yeah. Con này giá là bao nhiêu tiền hả em? Giá hiện nay là khoảng 160. 160 ngàn đô, khoảng gần 4 tỷ. Thì về Việt Nam con này đã rơi khoảng 8 tỷ. Con này là mui trần đúng không? Là mui trần. Đây là cái mui mềm của nó đây. Mui trần. Đẹp quá mọi người ơi. Còn hướng bên này là đây là con GLB, GLC. Những mẫu này ở Việt Nam thấy cũng có hết rồi. Đúng rồi, có hết rồi. Còn hướng bên này sẽ là cho G-Wagon. G63 mét mọi người ạ. Một chiếc xe cực kỳ là hot luôn. Màu này hình như ở Việt Nam mình chưa thấy có, anh chưa thấy có. Nó hơi là hiếm. Con này giá bên này thì nó nhiều ạ? Con này khoảng 300 ngàn đấy. 300 ngàn đô cho con này ở đây nhá mọi người nhá. Giá khoảng hơn 7 tỷ. Nhưng mà về Việt Nam mình nghĩ chắc nó phải rơi khoảng tầm 14 đến 15 tỷ. Khó để mua. Bởi vì cái màu rất là hiếm. G63. Còn đây đi vào đây nhá. Đây cũng là một trong những bản rất là hiếm Việt Nam. Đó là AMG GT53. Con này anh thấy là chạy điện à? Dạ không ạ, nó đang kiểu để đây để showroom lâu quá. Họ cần phải sạc cái pin. Để không bị chết cái pin của người ta. Con này giá đây nó khoảng bao tiền? Con này đây có khoảng 160 ạ. 160 ngàn, cũng khoảng gần 4 tỷ. Nhưng mà về Việt Nam chắc cũng là rơi loanh quanh khoảng tầm 8 tỷ đấy mọi người ạ. Đấy. Đẹp quá. Còn một con nữa em muốn show anh ở bên này. Đây. Con này thì wow, con này là matte gì đấy? White. Con này cũng là một bản rất là hiếm anh ạ. Vì cái màu của nó là cái matte white. Rất là hiếm. Màu là trắng nhưng mà matte đúng không? Matte. Màu trắng nhưng mà matte. Cũng da lì. Lì và mũi trần đúng không? Cũng là mũi trần luôn. Con này giá đây nó khoảng bao nhiêu tiền? Con khoảng 190 ạ. 190 ngàn đô, hơn 4 tỷ. Đấy mọi người ạ, hơn 4 tỷ cho chiếc xe này ở Mỹ, nhưng mà Việt Nam AMG Limited 63. Dạ vâng. 63 là bản một trong các bản engine cao nhất của AMG. 63 đấy. Ok. Nó có 43, 53 và 63. Dạ. Ok, rồi. What's up anh? Khỏe không? Đây là gì ạ?
Dạ, chỗ này là chỗ phòng chờ cho khách hàng, chẳng hạn như anh tới mà anh service xe hoặc là anh tới mà anh mua xe nên anh ngồi chờ ở đây. Chỗ này thì là Mercedes-Benz ấy, thì nó bất kể owner nào muốn xây dựng showroom ấy là phải xem một stay theo một standard. Màu này phải giống, ghế này phải giống, cũng như là Mercedes-Benz xuống nó xây dựng hết cho mình. Rồi, mình chỉ cần trả tiền thôi. Cho nên anh đi showroom nào cũng gần như giống nhau. Cà phê, nước uống rồi cũng phí hết. Đấy. Mọi người ơi, khi nào mà mọi người mà đến Mạc thì đây là những cái chỗ mà đồ miễn phí hết. Cà phê, trà, sữa đều là được miễn phí hết. Hết tại đây nhá mọi người nhá. Và tất cả những cái máy cà phê này là được Starbucks tài trợ, cho nên là làm mình tự làm Starbucks coffee cho mình luôn. Và khi mà nhiều khi có nhiều người tò mò là không biết xe của tôi được sửa chữa như thế nào đúng không, thì mọi người có thể ngồi đây làm việc và nhìn qua đằng sau. Mọi người ơi, mọi người có thể ngồi từ để xem xưởng và xem xe của mình đang sửa đâu. Hôm nay thì là vào ngày chủ nhật đấy, cho nên là bên bộ phận xưởng người ta nghỉ đóng cửa nên là mình không thể vào được. Nếu mà có dịp sẽ quay rõ hơn cho mọi người nhé. Đây là cái chỗ mà ví dụ nhà anh mà tới mua xe này đúng không, thì mỗi một người sẽ có một một người sales person, rồi một người sales person chăm sóc mình, thì là mỗi một cái ô là khách hàng ngồi đây này, mặc cả giá này, tìm hiểu về xe này, tất cả mọi thứ. Đến đây là mua xe là cũng được mặc cả luôn, từ hãng luôn là cũng được mặc cả luôn nhưng mà cũng được mặc cả nha mọi người. Đúng rồi, mọi người ngồi đây mua mặc cả, hoặc là ngồi chờ đấy, mỗi một ô là phòng tiếp khách, phòng tiếp khách đây đúng không? Con này thì nó cơ nó nhỏ hơn. Con này cơ lớn hơn. Con này giá là bao nhiêu anh? Con này 88.000. 88.000 ra là khoảng 2 tỷ ở Việt Nam nha mọi người nhá. 2 tỷ tại đây. Thì về Việt Nam thì mình nghĩ chắc nó phải lên khoảng 5 tỷ. Hoặc có khi thậm chí là hơn, bởi vì là bởi vì hiếm, động cơ nó của nó cao rất là mạnh. Đúng rồi. Thế còn chiếc này thì sao anh? 63. 63. Giá là GLE bao nhiêu? Con này 127.000. 127.000 là tương đương khoảng hơn 3 tỷ. Hơn 3 tỷ thì về Việt Nam mình thấy anh nghĩ là chắc là rơi 7-8 tỷ. Vâng. Và thật ra, con của AMG nó rất là mạnh, cho nên về Việt Nam anh thấy rất là cao. AMG mọi người. Và anh rất là thích logo này. Vâng. Buổi trải nghiệm thực sự là rất là thú vị tại Mercedes tại Mỹ. Và mọi người ơi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong clip tiếp theo.